Đây là Minh Trí đây. Hôm nay là Minh Trí đã có mặt tại thành phố Quy Nhơn nha. Và trong chuyến công tác đợt này tại thành phố Quy Nhơn thì em có một dịp là đến với phố biển và được tham dự một cái trận bóng giữa công an Hà Nội và Tô Minh Lên Bình Định. Trời ơi, xịn quá. Cũng thêm trải nghiệm sau vận động Quy Nhơn. Khi mà được tập đoàn Thịnh là đầu tư và sang sửa lại thì nó sẽ hoành tráng và xịn như thế nào. Cùng theo chân em Trí. Trời ơi, dân Quy Nhơn đi xem đông quá, du lịch mùa này quá chị đông luôn. Wow, mọi người cùng theo chân em Trí nha. Hôm nay em Trí không có mang mic. Và anh em của mình Trí đang đợi. Chuẩn bị vào trận rồi, Hello Tần. Hello Tần Thắng, đây là em của Minh Trí. Hello. Tất nhiên. Trong chuyến công tác đợt này á là anh em cũng là hữu tình đi ra Quy Nhơn và được xem trận bóng. Để xem trực tiếp những idol. Những trực tiếp những idol. Hay là sau với sự hỗ trợ kinh phí từ năm 2021 của tập đoàn Thịnh là 300 tỷ cải tạo lại lại sân vận động Quy Nhơn này, tài trợ cho đội bóng Tốt Bình Lan và có tiền mua cầu thủ, chúng mình là 500 tỷ là xài thoải mái luôn, lên nhất hạng luôn. Quá trời đông. Bây giờ là hành trình xếp hàng và mình sẽ xem trực tiếp cái đầu top top. Đó là gia đình nhà. Sáu vận động Quy Nhơn đây là Hương Thịnh là đổ tiền là xây dựng lại này. Và hôm nay là ở bên Mê Lê Hải Giang cũng đang có sự kiện họ biết qua và đây là Hương Thịnh Lan này, Tốt Bình Lan này. Xây dựng cái sân đâu mọi người. Hãy ủng hộ Hương Thịnh nha. Mua nhà Hương Thịnh có nhiều tiền xây dựng sân đất bóng đẹp này. Mua cầu thủ tốt này. Về giờ Bình Định là lên top 1 luôn nha. Đó, chỗ nhà này em bán này đó, cho nó mua qua nó mua đi. Mua nhà gọi cái nhé. Thằng đất cỏ. Đó này, đông vô. Quá trời đông. Bởi vì hôm nay là bên Mê Linh Hải Giang á, có một cái sự kiện là Miss World. Bên đó hoa hậu á, hoa hậu quốc tế tại diễn ra ở bên Hải Giang á, chứ không là còn đông nữa, không có chỗ ngoài đâu, đông lắm. Chụp chân không? Một niềm tự hào nghĩa là người con của Quy Nhơn Bình Định và đang đồng hành cùng quê hương, đồng hành cùng những cái tập đoàn lớn đã phát triển ở quê hương. Đẹp quá. Thân Quy Nhơn tới giờ thì em cũng lần đầu tiên mới được vào để xem một trận bóng của Tốt Bình Định Bình Định luôn. Những người con đất mở đây. Idol Đặng Văn Lâm. Wow. Những idol bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt này. Rồi bấm đa lăng. Anh chị mà mua cá nhà tại dự án Grand Center là anh kia là nhìn xuống mình coi đá banh dưới đây luôn, khỏi cần vào sân mua vé tốn vé chi cho bất công cả. Đó thấy không, có vị trí của dự án quá trời đẹp luôn.
em không có quay ở đâu. À, giờ em tay xe đó không đấy. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem đến cuối video ạ. Chào tất cả quý khách, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của Tí tại chuyến du lịch Bình Định và giới thiệu những sản phẩm của bất động sản của tập đoàn Thịnh tại thành phố Quy Nhơn. Và hãy ủng hộ Thịnh nha. Hưng Thịnh là ủng hộ tập đoàn On Top Land Bình Định. Năm nay là On Top. Cảm ơn cả nhà. Yeah.